Hello anh em, là mình thầy bé của chị em ơi. Tình hình là hôm nay ông anh này đang đi làm mà xe hư giữa đường. Buổi sáng đi thì còn chạy được, tới chừng trưa nay á ra đề máy lên chạy thì cái xe nó tự nó buồn đi luôn, lên ga thì nó kêu gồ gồ rất là lớn. Mà nó còn rung giật nữa chứ. Ảnh mới nhờ người bạn đẩy xe lại giùm, không dám chạy luôn, lỡ ủi vô người ta thì không biết đường đâu mà đền. Khi anh tới mình nổ máy lên kiểm tra thử, nghe là mình biết nguyên nhân nó nằm ở đâu rồi, hoàn toàn nằm trong phần bộ nồi. Nhưng mà nó sẽ không hư hết 100% đâu, mình sẽ tháo ra tất cả mọi thứ để mình kiểm tra. Hư món nào mình sẽ báo trên trại biết, còn món nào có thể tận dụng sử dụng lại mình sẽ lựa riêng ra để vệ sinh sạch sẽ rồi gắp vô lại cho anh. Xe này ông anh ông nói chắc khoảng chừng 5 năm rồi chưa có tháo ra kiểm tra vệ sinh. Anh thấy nó yếu cũng lâu lắm rồi mà gán bường chạy tới nay là nó hết chạy nổi luôn. Bữa nay đi qua chi nhánh ở Tiền Giang mà nó nằm dạ giữa đường, gặp đi làm trong tài khoản có 1 triệu à, không có đem theo tiền nhiều, em coi cân đối giùm anh. Vừa tháo ra tới đây là mình thấy có tốn tiền nè anh em. Đầu tiên là về cục dây cô go nó rụng răng như vậy rồi thì đâu có thế nào tận dụng, nên là mình báo cho anh là hai cục dây cô go này trước đi, còn lại một hồi em kiểm tra, nếu mà cái nào còn xài được em sẽ tận dụng lại, còn cái nào còn thiếu thay thế báo anh tiếp. Tháo cái chén bi ra một cái là giật mình, bi nồi nó đẻ trứng luôn rồi, cả gia đình 6 viên bi, đẻ ra được thêm một em nữa là thành 7 viên. Gia đình bi nồi quá hạnh phúc. Tại sao cái xe nó tự lên ga mà không hạ xuống được là do cái viên bi nồi bị xúc, nó đâu có chỗ chứa đâu, cho nên nó làm cản cái đường bi thu lại, làm cho không tự hạ ga xuống được. Và một khi những viên bi nồi nó bị xúc ra tới sát như vậy, nó sẽ tàn phá những cái phụ tùng xung quanh rất là ghê, chẳng hạn như là phần chén bi. Như cái đường chạy này là đã bị cái viên bi bằng sắt hồi nãy nó tàn phá. Bình thường những cái đường chạy nó đi thẳng, do bi nồi nó tàn phá dữ quá, những cái đường chạy nó quẹo cua luôn rồi, cho nên là yêu cầu anh trai là thay luôn phần chén bi này mới. Kế tiếp là ba con cao su trượt, cao su giảm chấn. Ba con cao su trượt này nó chịu trách nhiệm giảm chấn giữa tấm phên sắt và chén bi, nếu một thời gian em sử dụng không thay thế định kỳ hao mòn quá mức dẫn tới cái tấm phên sắt ma sát trực tiếp với chén bi. Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy thôi, nếu mà anh em không kiểm tra định kỳ thay thế đúng thời điểm thì chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi mà nó cũng tàn phá ra hậu quả rất là lớn. Ác nồi vô thời gian sử dụng đã bị sọc huyết, chốc đi những cái lớp mạ niken, nhưng mà vẫn còn trong khả năng phục dựng lại được. Cầm bố ba kèn cũng còn rất ok, chỉ có bị bám bụi trên phần bề mặt bố thôi, chỉ cần vệ sinh sạch sẽ lấy lại bề mặt nhám của bố là sử dụng lại tiếp. Trong quá trình vệ sinh đồ ngồi chơi nói chuyện ảnh thấy ảnh ghen dữ quá anh em ơi, cuối tháng hết lương trong tài khoản anh còn chưa tới 1 triệu. Trời ơi nghe ghen là thấy vớt giọt nước mắt luôn anh em, cho nên là mình vô nhà mình kiếm cho ảnh một cái chén bi khác, tuy là đồ cũ thôi nhưng mà nó vẫn còn đẹp hơn là cái chén bi của ảnh, vẫn có thể sử dụng được 10-20 ngàn cây nữa. Vớt lại bề mặt cho nó phẳng rồi kèm theo là mình vệ sinh sạch sẽ rồi tặng ảnh luôn, chứ mình thấy ảnh ghen dữ quá. Thôi kệ, giúp được phần nào hay phần đó, cái này hay mới thì nó cũng không bao nhiêu tiền, nhưng mà thay nhiều thứ một lượt thì nó vượt qua cái khả năng của ảnh, cho nên là mình hỗ trợ cho ảnh thôi. Những cái đồ này là của những cái người giàu, người ta có điều kiện, người ta bỏ ra thì mình lượm lại mình để dành đó, khi nào mình gặp những cái hoàn cảnh như anh này nè thì mình lấy ra để mình hỗ trợ cho người ta thôi. Giúp được cái gì thì giúp, đỡ được phần nào hay phần đó. Bi nồi mình cũng tặng ảnh luôn, cũng đỡ được 200-mấy ngàn, mà hai món mình đã tặng ảnh, nếu mà mua mới thì nó cũng phải 500 ngàn. Cho nên mấy anh em nào có điều kiện thay thế đồ sớm đem về, không có nhu cầu sử dụng thì cho mình xin để mình hỗ trợ những người như vậy. Mấy anh em đem về không có nhu cầu sử dụng để một thời gian thì nó cũng hư thôi, để lại cho mình giúp đời được phần nào hay phần đó. Ba con cao su kẹp trượt này thì mình ưu tiên thay thế mới, mấy con cao su này đầu cũ người ta dục ra rồi thì không thể nào tận dụng mà được, cho nên là bắt buộc phải thay thế mới hơn anh em. Dây coi lần thay lần khó, mình đã hỗ trợ ảnh một phần rồi, những phần đồ vừa hỗ trợ trên sử dụng cũng được tới 20 ngàn cây nữa, nên mình thay cho ảnh một cọng dây Michelin. Cọng dây này là thuộc dạng siêu cấp VIP gồ đó mấy anh em, mình mà sử dụng xe Honda hoặc là xe hơi á thì cũng đều biết cái hương hiệu vỏ Michelin nó thuộc diện hàng đỉnh, mắc tiền hơn dây gọi zin một tí xíu, vài chục ngàn thôi nhưng mà nó rất là bền, xứng đáng đồng tiền. Thêm một món cần thiết với thay thế nữa là cái tấm vên nồi. Cái tấm vên này nếu mà nó bị giật khi anh em thay bi nồi mới vô, một thời gian khi mình dở ra là nó sẽ bị mất bi nữa. Nguyên nhân tại sao mà nó bị mất vậy là do những cái bi nồi đã bị hao mòn tới sắt, mất lớp bảo vệ, sắt với sắt với da đập vào nhau làm ảnh hưởng tới tấm vên, cho nên buộc mình phải yêu cầu ảnh thay thế cái tấm vên này mới, để tránh tình trạng khi gắp bi mới vô sử dụng một thời gian thì nó lại bóp bi nữa. Về phần cầm bu ly vẫn còn có thể sử dụng lại nữa, tuy là nó có bị khuyết sọc nhưng chưa đáng kể, vẫn có thể tận dụng lại, chỉ cần thay nhẹ một cặp phốt bu ly và vô mỏ bò mới là vẫn sử dụng ngon lành. Ác nồi mà tận dụng lại từ đầu cũ của anh trai, lúc đầu anh em cũng thấy đó, nó khuyết sọc rất là nhiều, kèm theo đó lột ly lớp mạ niken nhưng mình vẫn tận dụng, đánh bóng lại vẫn láng bóng sạch sẽ như là đồ mới, tiết kiệm được 100-mấy ngàn. Cụm bố ba kèn sau khi vệ sinh sạch sẽ lấy lại bề mặt nhám của bố, nhìn sơ qua cứ tưởng như là bố mới. Mấy cái này mình có kỹ năng, mình chỉ cần giải quyết một tí xíu thôi là sạch sẽ như vậy rồi. Shop mình vệ sinh nồi 100k, mình sẽ vệ sinh cho anh em sạch sẽ như vậy, kể cả phần mặt nhôm, chén bi, cánh quạt, chuông nồi đều được vệ sinh sạch sẽ. Trong quá trình vệ sinh nồi mình sẽ kiểm tra cho anh em nếu có những cái món phụ tùng nào cần thiết phải thay thế, hoặc những món phụ tùng nào sắp tới thời điểm hao mòn mình sẽ thông báo cho anh em, để lần sau anh em đi bảo dưỡng thì mình chỉ cần chuẩn bị ngân sách đủ để thay thế những món phụ tùng mà mình vừa thông báo thôi. Trong bộ nồi xe tay ga không cần thiết phải thay full bộ, ở mọi
mỗi thời điểm sẽ có những cái món phụ tùng hao mòn khác nhau. Hư cái gì thì mình chỉ cần thay cái món đó. Mặc ở thời điểm món đồ đó vẫn còn có thể phục dựng lại được. Mình sẽ đưa ra phương án để phục dựng lại cho anh em. Chẳng hạn như là chén bi nồi, nếu bị hao mòn trong mức cho phép thì vẫn có thể gia công bề mặt cho nó phẳng lại để sử dụng lại tiếp. Cuối cùng hoàn thành xong cho anh trai chưa tới 600 ngàn, vừa nhận được tiền vừa nhận được lời cảm ơn. Như vậy là đủ vui rồi. Cảm ơn em nha. Anh em có nhu cầu sửa chữa, khắc phục, bảo dưỡng cứ liên hệ cho mình. Mình đã ở Mỹ Tho Tiền Giang. Cảm ơn em rất là nhiều nha anh em ơi.